Đây là có hẻm 565 Nguyễn Trãi. Ơi, mình đang trong hẻm 565 Nguyễn Trãi nè mọi người. Giờ đang kiếm cô gì ba ở đâu. Mình không biết nằm đâu luôn mọi người ơi. Lần đầu tiên mình vô đây luôn á. Vì nó không vì đang mệt đó hả? Dạ. 1 ký 800. Dạ, con này, ba con này. Dạ, tại đây trước đây là 1 ký 800. Còn về đây 750. À này 750. À. Con này là cái gì vậy ba? Cua đực. Còn cua gạch là 4 con này hả? À là có màu nó khác nhau là không biệt đúng không? Vậy dì ba cho con cưng cho con 4 con đi. Hai gạch hai thịt nha. À. Khoan thử hai thịt hai gạch. Thôi em ba gạch luôn đi hả? Ừ, lấy hết ba gạch luôn đi. Thôi 4 gạch luôn đi. Thôi đây 4 gạch luôn đi. Dạ dạ dạ. Bởi vì mua gì cho ba mẹ ăn luôn nữa. Là hết như vậy bà? Đánh cho bả đi. Đánh cho bả đi. Đánh luôn hả? À, để giờ tôi với bả không biết đánh. Là kiếm mốt đúng không? Dạ. Cho nó kiếm mốt đi. À, 1.1 nhân cho 800 ha. Là cái kia là 6 lạng đi, tính bù qua sắt lại đi. Đó, cái kia thì yếu, cái này thì qua. Dạ rồi, dạ rồi. Đó, cái kia thì yếu, còn này không cho về nữa. Lấy luôn đi, lấy luôn cho dì về luôn nha. Về luôn. Về cho dì khỏe. Rồi, cái này là 880.000 nè. Cái này như là 6 lạng hay gì ba? Như 6 lạng hả? 0.6 mà nhân cho 7.5. Coi như là phía 7, coi như là phía 7 đi. Mà để cái phía 1 yếu, cái này 6 lạng chết. À. Coi như phía 7. Ê, thì phải tính hai giá khác nhau hả? Giá khác nhau. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Giá 450 cộng với 880 ngàn. Là 1 triệu 3 gì ba? Cái này là con mua về cho ba mẹ ăn luôn. Mình thử tại vì biết sao coi trên mạng mấy lần rồi. Giờ mới có dịp. Vậy không biết tính mà bả cũng không biết tính. Ủa kìa. Ủa nhà mình bán được nhiều không ra gì? Đó, có mấy con về mà cũng về. Nhờ ăn gì đây thôi hả? Có bà già lắm rồi. À, dạ. Rồi. Có buổi vui vui á thì mua nhiều chút rồi. Có buổi buồn buồn rồi có mấy con. Có giữ gì ba? Bán từ mấy giờ? 11 giờ mình ra. 10 giờ mình ra. À, vậy là chứ bán cỡ 2 tiếng thì ba hết cua rồi đúng không? Để con ráng quảng cáo gì ba nhiều người tới. Dạ. Để con ráng quảng cáo gì ba. Nó đông đông hơn chút xíu nữa. Dạ. Dạ vui đúng rồi quay vô vui vui đúng không? Hồi xưa cái giấc ông vui lắm đây nè. Dì bao nhiêu tuổi rồi? 72 tuổi rồi hả? Trời lớn quá trời. Dạ. À, dạ. Sao thì mình mới làm rồi từ từ nó hết. Từ từ là nó lạnh rồi con không biết nè.
ra cho con xin bấm chụp tấm hình nha. À, mình đem sự bất ngờ đến cho mẹ đó, chắc chắn mẹ sẽ rất bất ngờ vậy mọi người. Không biết mẹ biết cua bà ba không nữa, nhưng mà mẹ, nếu mà mẹ biết á mẹ sẽ rất là thích, đúng không? Còn mọi người, còn mẹ mình bất ngờ rồi mọi người. Đây đây nè, mẹ nhiều biết cua bà ba không? Cua bà ba biết. Cua bà ba nè, đây con đưa vô con chia nha. Mẹ biết hả? Quận 6. Đúng. Quận 5 rồi. Cua này là cua gạch luôn. Cua gạch nha mẹ. Ừ. Thôi giờ vậy đi mẹ, con lấy bịch này ha, con lấy bịch này đi. Rồi con để mẹ lại bịch này nha. Rồi. Dạ dạ. Muối rồi bà. Cảm mẹ nha. Rồi. Thôi con về con đi nha. Cảm ơn hai chồng con. Cua gì vậy? Mẹ. Để mẹ ra. Mẹ chổng hả? Mẹ trong đây. Ủa mẹ làm ăn hả? Con á. Có đem cua về, mẹ hấp lại cho ba với mẹ ăn nha. Thôi cái đồ hôm qua anh đang dặn mềm xèo, nãy mẹ ăn được 3 miếng. Vậy rồi. Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay Khoa và Bích đã mua cua của dì ba về rồi nè mọi người. Đây, cho mọi coi những con cua rất là xinh đẹp nha. Đây là con cua này là cua thịt nè. Còn con cua này là con cua mắt, cua ghẹ, cua gạch phải không? Mọi người thấy không? Vì rõ ràng là con cua gạch nó sẽ là nhỏ hơn con cua thịt, và con cua thịt bự hơn con cua gạch, và cái màu của con cua gạch đó, nó sẽ sậm hơn con cua thịt, và con cua thịt đó, nó lại rẻ hơn con cua mạch, con cua gạch đó, nói chung là cái nó là như vậy đó nha mọi người. Đó. Nó hơi rối hè nhỉ ha, nó hơi cũng rối hỏng luôn. Hơi rối chút hơn rồi. À, thì nói chung là chứ không phải là cái con nào nó bự là nó mắc đâu nha mọi người, nó liên quan tới gạch với thịt nữa nha mọi người. Đó, bây giờ chúng ta sẽ ăn thử cua dì ba như thế nào. Thì mọi người thấy rồi đó, à quên bít sẵn rồi đúng không? Nè, chanh nít sẵn nè. Đây là hai bịch đồ chấm của dì ba. Hai bịch đồ chấm này tương truyền trong giang hồ á, là rất là ngon nha mọi người. Tức là gần như là không có đối thủ luôn. Thì hôm nay Khoa đã được vinh hạnh thưởng thức cái món cái đồ chấm của cô dì ba. Rồi review cho mọi người biết cảm nhận như thế nào nha. Đó, thì Khoa đó về với bít là thấy gì ngon á thì luôn mua về cho gia đình. Nên lúc nãy là mọi người thấy cái clip Khoa đó, mua đem cua về cho ba mẹ hai bên ăn để biết cái món cua dì ba như thế nào. Thì thực sự đó giờ Khoa với Bích cũng chưa ăn cái món này bao giờ luôn nha mọi người. Thì hôm nay mới có dịp để thưởng thức nè. Đây không, đây không có đũa hả ta, không có muỗng hả đúng không? Mà sao khuấy cho nó trộn chung với chanh đúng không? Hình như là nước chấm cua dì ba phải làm vậy hay sao mọi người? Tại vì nó rất là kẹo nha, bản chất rất là kẹo, mình phải dắt chanh vô cái mình khuấy khuấy lên cho nó lỏng lại hay sao á mọi người. Ăn thử miếng cho vừa không, mình dắt thêm chanh coi. Vậy hả, ăn thử miếng trước hả? Ừ. Mà ngọt hay gì đó. Ừ, ngon đặc biệt luôn. Giữ cần chanh nữa không? Thôi vậy được rồi. Ngon đặc biệt luôn nha mọi người. Đúng là danh bất hư truyền. Đồ chấm của dì ba du lịch. À, lúc nãy mọi người thấy rồi đó, dì ba thực sự là vừa mới mổ. Khoa không biết mổ khi nào, tại vì không mới gặp lại đi mà đúng không? Đó giờ không chưa gặp lần nào luôn á mọi người. Chứ phải gặp lại, đó giờ cũng chưa gặp. Thì thấy cô dì ba mới mổ. Hồi xưa dì ba có một cục bún bự bự gì hay sao á. Giờ cô ba mổ xong rồi dì ba cái teo lại. Nhưng mà có một cái đường mổ ở đây nè. Tuy nhiên á là mổ như cũng được mấy tháng rồi mà dì ba vẫn chưa phát âm được rõ ràng. Đó. Nó yếu. Và hình như là sức khỏe của dì ba cũng đã bị kéo xuống sau khi mổ vậy luôn mọi người. Thì dì ba lúc nãy dì ba nói là lâu rồi không có nhiều người bu quanh như hồi xưa. Thì dì ba rất là muốn là mọi người cái kênh youtuber á, kênh youtube á, nếu mà ai mà có thời gian thì ghé ủng hộ dì ba, nói chung ghé chơi cũng được. À, quay dì ba tâm sự với dì ba cho dì ba đỡ buồn nha, chứ không hẳn là ghé đi là phải mua đâu. Thì hôm nay á là Khoa mua hết mâm cua của dì ba luôn, thì tính tòm tèm tổng hết á là tầm độ 880.000 cộng với lại là hình như là 460.000 gì đó. Thì tính ra thì nó mới có 1 triệu mấy à, không biết ha. Triệu ba mà cô dì ba đã chừa hai con riêng trai đó nữa thì Khoa nghĩ là một ngày như một ngày dì ba bán tầm độ có 1 triệu mấy thôi. Nói chung là thì cô ba mọi người thấy không, con cua không hề cột dây thì đó đèn nó rất là rẻ, theo Khoa giá là ok rồi đó. Đây cho mọi người coi, đây cua gạch đúng không Bích? Đúng rồi.
cua gạch mở ra là như thế này nè mọi người. Thì Khoa không biết cái phong cách đập cua gì ba lấy cái muỗng đập đập như thế nào. Thì Khoa làm theo kiểu phong cách đó, giờ là mình mổ với Mai Mai ra thì gặp được cái gạch đó. Đó, gạch nha mọi người nha. Ờ, vậy thôi, cái này gặp thử đi nha. Thơm lắm nha, thơm như bích, thơm lắm bích. Bẻ trước đi, cho ăn trước. Ok. Hay làm cho, được không? Làm cho. Ừ. Bẻ thử ha. Bẻ đi. Cái này chắc đỡ gõ được. Nên phong cách ăn cua dì ba là phải gõ muỗng luôn mọi người. Thì thấy dì ba hay làm á, mình bắt chước. Thấy mọi người mua về cũng gõ muỗng nữa. Đó, nên nó nứt nè. Rồi. Vô muỗng nóng mới gõ nổi. Nó cũng giòn. Ây da, đó là phải bẻ đôi giống như vậy đưa lên đúng mẹ, đưa lên mẹ ảnh đúng mọi người. Đó là phong cách cua dì ba đúng không? Vậy đó. Thử đi. Ăn thử nha mọi người. Ăn thử cho mọi người. Mọi cái chấm chấm. À, đây miếng đi ha. Lúc nó cứ gặp trước. Ôi vậy hả? Ừ, gạch thử cho nó mềm nó sao. Ủa? Sao hai con này đều có gạch nè? Có đều lộn nè. Không, hai con cua khác nhau mà, nó cái màu khác nhau mà dì ba nói mà. Cái màu sậm là cua gạch, còn cái màu lọt á là... À, dì ba nói luôn á hả? À, thì lúc đó anh hỏi dì ba trực tiếp mà. Thì chỉ có 4 con cua có gạch thôi. 2 con màu sáng thì không có gạch đâu. Mà về con này có gạch luôn hả? Em thấy hả không? Cô không gầm nữa không lẽ gì mình... Thôi đó, cứ ngồi cứ xử thôi. Mình cạo ra được. Cái mai này cạo bên trong rồi. Hay là hai... dễ hơn. Không, con này không thấy là không có gạch đâu. Cái gạch nè. Cái này anh gọi là trứng gì đúng không? Cái phần vàng là trứng, cái này là gạch này nè. Gạch là phải màu vàng, à. Gạch là phải màu đỏ. Không, màu này nè, màu xanh xanh này nè, còn cái này là trứng sau này nữa. Ôi vậy hả? Người ta hai đứa là ít khi nào ăn cua, nên cũng không có gành mấy mọi người, nhưng mà ăn. Ngon. Sao? Ngon mà. Em thử rồi. Ngon lắm mọi người. Nói chung là mình chắc mình, ghê luôn á. Chắc luôn. Ừ. Mọi người á, nếu ai rảnh á, ghé dì ba chơi nha. Chơi dì ba đã buồn. Dì ba bán từ lúc hình như là mấy giờ bích? 10 giờ á mọi người. 10 giờ. Bán tới hết thì thôi. Hẻm hơi khó tìm nha. Mọi người đi vào hẻm 565, nhìn phía bên tay trái thì mới thấy dì ba. À, hẻm 56 hơi khuất một chút nha. Hẻm này là hẻm 565, đường Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5 nha mọi người. À, hồi nãy Khoa đi vô đó, thì... Mình đi ngang luôn mà đâu biết đâu thấy không? Bị hố luôn. Tại vì chỗ ngồi hơi khuất á cả nhà. Ừ. Mà không để cái bảng nữa. Ừ. Thật ra cái đó nên để cái bảng để thấy. Hồi xưa hình như có bảng á, xong về sau, về ba cất rồi hay sao anh không biết. Ngon không? Mà mọi người đi vào hướng, nếu mà cụ thể hơn á, mọi người đi về hướng mà từ hướng Nguyễn Trãi mà mua được một chiều nha mọi người. Đó, đổ gần ra đường hai chiều thì là tới cua dừa ba, cái hẻm đó là nằm khúc đó đó. Đó, Khoa hướng dẫn kỹ mọi người dễ đi nha. Thì rất muốn mọi người ghé dừa ba, lúc nãy dừa ba nói buồn quá. Nói chung là dừa ba 72 tuổi rồi, mà cái ánh mắt dừa ba rất là hiền. Dừa ba nhớ lại như hồi xưa đó. Trong vui ha anh Bích. Nó thật sự là không biết dì ba có làm nổi bán nổi hay không, nhưng mà dì ba muốn là cứ đông vui vậy á. Có lẽ là ai cũng thích, nhưng mà nếu không ai cũng thích một cảm giác đông vui như vậy đúng không mọi người? Tại dịch á nên hạn chế. Ừ. Nên ai mà có thời gian cứ ghé thăm nha. Những lúc này nè mới thật sự đáng quý. Lúc mà vắng như thế này nè mà mọi người ghé thăm dì ba mới thật sự đáng quý. Cái lúc trước đông quá thì ai ghé thăm thì cũng bình thường rồi đúng không Bích? Đúng không? Với lại Khoa là một cái người quay clip, gọi là YouTuber còn không phải. Là một người giống như là làm nhật ký cuộc sống mình vậy. Không có tiếng tăm gì đâu. Nên những gì Khoa review, Khoa với Bích đi review á là chắc chắn là không có một cái sự ưu đãi nào từ chủ quán hay gì ai đâu mọi người. Tại cái mặt lão quá à, biết ai là một ưu đãi đúng không?
nên chắc chắn là Khoa đi ăn ở quán nào đó thì cũng giống như mọi người đi ăn những quán nào đó, mọi người sẽ cảm nhận được những cái gì mà thực tế nhất của một người đi ăn một cái quán nào đó như thế nào. À, cũng sẽ không được ưu đãi những cái gì đó, sẽ được có những cái gì. Thì thực ra Khoa review mà không muốn lan tải những cái nào thực tế đúng nhất trong cuộc sống để mọi người đi, đúng không? Đó. Ngoài ra là Khoa hay quay lại những cảnh mà Khoa mua đoạn nghiệp cho gia đình. Đó là cái thông điệp. Thực sự thông điệp này là không phải gửi riêng đến mọi người, mà Khoa gửi đó. Sau này con cháu của mình nó bích, là Khoa muốn con cháu thấy được cái cảnh đó, là ông bà nó hồi xưa đó, là biết lo cho ba mẹ ra làm sao, hướng đến cái giá trị nền tảng cốt lõi của gia đình người Việt Nam chúng ta. Đó là tôn sư trọng đạo, hiếu kính cha mẹ. Ăn ngon ở đâu cũng vậy, cố gắng nhớ về gia đình một chút. Đó, nên những gì mà Khoa với Bích ăn mà nó thấy ngon, không, thật chứ cái này cũng chưa ăn bao giờ nhưng cũng mua luôn. Có nhiều món cũng chưa ăn mà cũng mua về luôn. Ý là mình thấy là làm nó hay hay á. Ừ. Mình hay thử. Ừ. Nhưng mà ba mẹ Khoa thì không coi lên mạng nên sẽ không biết cua gì ba đâu. Nhưng mà mẹ Bích á, mẹ nhiều á thì hay coi trên mạng lắm. Ừ. Nên vừa nói cua gì ba đã biết rồi. Ba mẹ Khoa gì không biết đâu, nhưng mà biết con cua. Nhưng mà đảm bảo ăn sẽ là hài lòng. Lý do là cái gì ba cũng lựa hàng tuyển không biết. Ừ, thấy chắc mệt luôn. Anh nghĩ là cua, Khoa nghĩ là dì ba lựa toàn những là con cua tuyển để mà ăn nó mới. Dạ, mang khách như vậy. Đúng rồi, thì đó đang là tin nào của đó mọi người. Nhưng mà dì ba với bán, nói chung dì ba họ tụ nhiều cái điều lạ lắm. Thứ nhất là bán dĩa hè. Bán dĩa hè đúng không? Bán mấy chục năm rồi sao á. Bán dĩa hè mà bán đồ xịn. Bán dĩa hè mà bán đồ xịn đúng không? Mà thêm một phần nữa là dì ba lớn tuổi rồi, nên thôi rất mong muốn là dì ba sẽ luôn là cháy hàng. Nhưng hôm nay Khoa với Bích nè, qua đó thì ban đầu tính mua 4 con về chia gia đình ăn thôi. Nhưng mà thôi dì ba thấy có muốn có còn có 6 con à, mua hết luôn cho chị dì ba về sớm nghỉ ngơi. Mà như dì ba cũng đang đợi ở đó lấy 2 con cua mà có ai order mọi người. Giờ người lớn mà ngồi đi ra ngồi như vậy gặp mới bệnh đó cả nhà, nên đi về nghỉ sớm được đỡ lắm. Đúng, 72 tuổi bằng mẹ Nhung rồi. Lớn. Cho nên mình mới nói là mình giống như ba má mình vậy đó, hoặc ông bà mình vậy đó. Mình thấy vậy là mình nghĩ là nếu mà được nghỉ ngơi sớm sẽ khỏe hơn. Khoa review, Khoa chọn thời điểm mà review lúc dì ba không còn hot nữa. Thật sự, để mà cho mọi người biết là để mọi người còn hay là nhớ là dì ba như thế này nè. Đó, mọi người ghé ủng hộ. Đó. Mà thật sự ra là ủng hộ vì không phải là vì tình thương không, mà vì ngon thiệt nữa mọi người ơi. Dạ, hiểu tại sao mà người ta rất là thích ăn cua dì ba hả? Tuy nhiên mà do dịch bệnh chấm là ngon thiệt đó. Thì đó. Chấm ngon lắm rồi nha. Người ta nói dì ba có loại nước chấm mà đó là sự kết hợp của vị chua, cay, ngọt. Đúng rồi. Tôi ngọt mặn nữa, cho nên ăn hải sản rất là đậm đà, nó bắt vị đúng không? Đúng rồi. Khi chưa ghét cái chanh á thì không có thấy được cái độ đậm đà của cái món đâu, mà dắt chanh rồi ăn khác liền. Dắt thêm miếng chanh nữa nha. Thì Khoa review mọi người thấy rồi, có sao nói vậy, thường những quán ăn mà lớn á Khoa đánh giá từ 7 gửi xe luôn. À, cho đến cái toilet luôn. Để cho mọi người không có bỡ ngỡ. Mình review đâu có nhận tiền ai đâu, mình bỏ tiền túi mình làm mà. Nên mọi người yên tâm. Thêm nữa, mọi người là mà quay clip YouTube như Khoa với Bích không có tiếng tâm, thì nên mọi người ghé yên tâm cái độ chân thật của nó nữa. Có mở tiền, thật ra
Khoa Di Bích cũng không mở kiếm tiền kênh YouTube luôn mọi người. Thiệt. Khoa đang nói ai nhiều súp mới có tiền chứ giờ súp với tệ bao nhiêu Khoa. Mở ra làm gì, cứ kệ đi. Để mình làm vì đam mê, vì sở thích. Ai đang cái càng bự biết không mọi người, thấy mọi người. Cái càng này, cái càng này á là cái càng của con cua gạch, cua lỏng, con cua thường. Cua thịt đó. Còn cái càng này của con cua gạch. Hai cái càng nó khác nhau mọi người thấy không? Trong càng con cái càng này đã chứ. Nó chặt ra rớt. Rớt một cái hộp, một cái cặp luôn á mọi người. Nó rất là một cái bập luôn á. Gõ cái bề mặt. Bề mặt nó mới dễ. Chết luôn. Mình gõ hơi cho bể thịt quá. Đúng rồi. Ơi. Đây, đây là anh tặng cho em bông hoa càng cua nha. Cảm ơn nè. Bông hoa càng cua mọi người. Sợ luôn. Mong em sẽ thích cái món quà này nha. Mình thích nước chấm này ghê. Bây giờ phải gõ như vậy chứ làm sao. Ừ. Em phải gõ cái này mà. Ăn cua nó cực vậy đâu, hay quá sao. Thì em thấy gõ được. Mà không biết ông gõ sao không nha. Đọc nghĩ anh. Không biết gõ cái nó về nè. Ai gọi vậy ta? Ngon á. Thịt chắc ghê. Đập ra rồi. Mà thấy không? Thịt nó tràn đầy trong cái ống này luôn. Trong cái càng luôn chứ không phải là nó bỏng nha, nó bỏng mới bít. Đúng không? Nhiều khi những con cua mà nó không ngon á mà đập ra á. Thịt nó chút xíu à. Nhưng mà cái càng nó bự. Còn cái này là cái càng nó bự, thịt nó căng theo luôn. Đúng là tiền nào của nó mọi người ơi. Thịt chắc, thịt cua thịt thì Khoa cảm thấy nó chắc, thịt nó chắc hơn cua của em cua gặp đá bích. Cảm giác của anh riêng anh thôi. Thế là mỗi con cua nó một cái trường phái khác nhau. Con thịt đó thì nó là trường phái thịt nên thịt nó phải là ngon, đúng không? Con gạch hồi nãy là trường phái gạch, đúng rồi. Nên chúng ta lựa chọn quan điểm của chúng ta là cái gì? Quan điểm của chúng ta là thịt thì chúng ta ăn cua thịt. Thịt gạch thì ăn gạch. Mà không phải là cái thịt của cái gạch nó không ngon mà chỉ là nó không bằng cái thoi với cua thịt thôi. Thì ở đây nó rõ ràng là như vậy. Quên, anh quên cái là bấm. Cái bấm nó dễ hơn. Xê mê với lại cái muỗng. Tôi thấy mọi người ăn cua dễ quá, mình ăn cua nó cực quá vậy. Chưa biết cách mở. Thật luôn á. Thấy mọi người ăn cua dễ quá trời. Bởi cho nên là anh Khoa chỉ có thích ăn tôm thôi cả nhà. Đúng rồi. Thì cái đó là nhẹ nhất. Đối với ổng. Đúng rồi. Ngon. Cây này con gì đây? Đó là cua. Con này nè, cua thịt nè. Nếu có xe bẻ con cua thịt ra. Để hết càng lên đây coi. Okay. Rồi hết, thấy không? Hai chừa bít phần này nè. Quá
Chưa cục nhỏ ra đi. Cục nhỏ hả? Ừ. Rồi thì ok, anh ăn cục bự. Dù là con cua thịt nó vẫn có gạch, để khoan thử gạch coi nó như ngon bằng con cua gạch không nha. Không bằng. Vậy hả? Gạch cũng ngon mà. Ủa, nó đâu có gạch đâu, sao nó ngon? Có. Này gạch này phải không? Em cũng không hiểu. Cái này là gạch phải mọi người. Mọi người biết thì comment giùm Khoa chứ Khoa biết cái này con gạch là hay gì nữa. Nó nghĩ là gạch với nữa đúng không? Mà gạch không bằng ngon bằng con gạch thôi. Con kia nãy gạch ngon hơn. Con cua gạch thì gạch quá ngon ha. Cắn một cái phà phê liền luôn á. Đúng rồi. Hồi xưa anh nghe là dì ba, anh nghe dì ba rồi có bán con cua cớm nữa Bích. Cua cớm là gì vậy? Ờ, nó ngon lắm. Chịu mấy ký gì sao? Ừ, vậy hả? Ừ. Hàng dữ á. Mà mở ra trong nó gạch không à. Bích lặng lẽ lụm mai Bích. Cái yếm nè mọi người, nói chung Khoan thích ăn yếm. Hồi xưa mày á, mày nói đó, hồi nhỏ xíu á, mày nói ăn yếm không có lá dầm. Đó, vậy là ăn yếm thôi. Rồi thực tế là anh không dạy nó dầm đâu. Nhỏ lớn luôn. Sao biết được? Đúng rồi. Thì khi có mình chỉ giấu. Mẹ nói. Mẹ nói hả? Mình Khoa nó không có nó dầm mà nó ăn yếm. Ngoan lắm. Rồi. Thôi video clip cũng dài rồi. Mọi người nếu thấy hay á, hãy đăng ký kênh cho Khoa nè. Comment cho Khoa biết cảm nhận của mọi người nha. Rồi hãy góp ý cho Khoa là món ăn nào mọi người muốn Khoa đi review nữa, thì Khoa sẽ đi. À, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại ở video clip lần sau.